Công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, truy tìm hot girl Võ Thị Thi Ngân. Khi anh T nhắn tin với Võ Thị Thi Ngân, hai bên có những lời lẽ vô cùng thân mật và đi sâu bàn về vấn đề tình dục khiến T càng muốn khám phá miền đất lạ. Mặc dù đã có gia đình yên ấm nhưng một ngày đẹp trời, anh HVT, sinh năm 1981, ngụ Quy 7, bỗng say nắng trước nét đẹp mặn mà của cô nàng Võ Thị Thi Ngân, sinh năm 1987, quê Ninh Thuận, chú Quy, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, đôi bên nhiều lần tin qua thư lại và T lén lút quan hệ tình cảm với Ngân. Khi đã thân thiết, biết Ngân có bạn trai nhưng T vẫn không từ bỏ mối quan hệ ngoài luồng. Ngày 24 tháng 9 năm 2019, anh T nhắn tin với Ngân trên Zalo. Hai bên có những lời lẽ vô cùng thân mật và đi sâu bàn về vấn đề tình dục khiến T càng muốn khám phá miền đất lạ. Còn đang sung sướng khi thả thính và được bạn gái cắn câu thì mấy ngày sau, T bất ngờ nhận được điện thoại của bạn trai Ngân là Huỳnh Văn Tấn, quê Bình Định, làm việc tại Quy 1. Thông báo nội dung tin nhắn về tình dục ngày 24 tháng 9 là do Tấn dùng tài khoản Zalo của Ngân để nhắn với T. Càng sững sờ hơn khi Tấn cho biết đã chụp lại toàn bộ tin nhắn trò chuyện, đồng thời yêu cầu T phải chuyển cho Tấn và Ngân số tiền 30 triệu đồng. Nếu không anh ta sẽ gửi hình ảnh về nội dung tin nhắn tình dục giữa T và Ngân lên mạng xã hội cho gia đình, người thân và bạn bè của T biết, không muốn ảnh hưởng đến gia đình, vợ con nên ngày 28 tháng 9, T đã chuyển toàn bộ số tiền theo yêu cầu vào số tài khoản của Ngân tại ngân hàng Vietcombank. Tuy nhiên ngày 23 tháng 12 năm 2019, Tấn tiếp tục điện thoại hẹn anh T đến quán cà phê trên đường Lê Lai, Quy 1, để nói chuyện phải quấy. Tại đây, Tấn tiếp tục đe dọa và yêu cầu anh T phải đưa thêm 50 triệu đồng. Một lần nữa vì muốn giữ gia đình yên ấm nên cùng ngày, T phải gom góp đủ số tiền trên giao cho Ngân. Để chắc ăn, anh T buộc Ngân phải viết giấy biên nhận tiền. Nào ngờ đến ngày 16 tháng 2 năm 2020, Tấn tiếp tục hẹn gặp vợ anh T ở quán cà phê trên đường Trần Não, Quy 2, nhằm mục đích tống tiền. Tại đây, Tấn đưa cho vợ anh T xem một số hình ảnh tin nhắn về nội dung cuộc nói chuyện về tình dục ngày 24 tháng 9. Không đạt được mục đích nên liên tục sau đó, Tấn gửi nhiều nội dung tin nhắn còn lại cho vợ anh T. Đến nước này thì vợ chồng T không thể chịu đựng thêm được nữa, đành tìm đến cơ quan CAQ1 trình báo sự việc. Vào cuộc xác minh, cơ quan CSDT CAQ1 được biết hiện Võ Thị Thi Ngân không có mặt tại địa phương, còn Huỳnh Văn Tấn chưa xác định được nơi cư trú. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản nên để phục vụ công tác điều tra, cơ quan CSDT CAQ1 thông báo qua hình ảnh nhận dạng, ai phát hiện Huỳnh Văn Tấn và Võ Thị Thi Ngân ở đâu, xin báo ngay về đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CAQ1, số 73 IS xanh, P, cầu Ông Lãnh, Q1, DT 0976.753.742 gặp điều tra viên Trần Thế Ngọc để cung cấp thông tin.